chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến các bạn một bộ dây cáp khởi động bình ắc quy thông minh. Lý do vì sao nó thông minh? Ở đây này cho các bạn xem được bộ dây này, nó có một cái bộ phận là cảm biến nguồn các bạn nha. Thì khi các bạn nối đúng dây á, thì hai cái đèn này nó sẽ hiển thị màu xanh hết. Thì khi đó chúng ta khởi động xe nó ok các bạn nha. Còn nếu một hai cái nó chưa có xanh á, có nghĩa là chúng ta đấu đã sai cần, và khi đó chúng ta khởi động xe sẽ không được. Thì cái công năng của cái bộ cáp bình thông minh là để làm gì? Thì trường hợp các như các bạn biết rồi, cái xe chúng ta đi lâu ngày cái bình ắc quy nó yếu, thì khi chúng ta để mà chúng ta quên sạc á thì khởi động không được do bình ắc quy yếu rồi. Thì nếu như là các bạn có xe anh chị hoặc là đang ngồi đi mà mình dừng đổ xe nó bị hút bình đề lại không được á, thì các bạn có thể nhờ quyền trợ giúp của các bác tài đi trên đường. Thì sau khi mà các bạn đã tài dừng lại thì các bạn có sẵn cái bộ cáp khởi động ắc quy thông minh này, các bạn có thể nối vào nguồn của cái xe có đang có bình, nối vào cái xe đang hết bình của mình để các bạn khởi động là máy. Thì cái model sản phẩm này là cái thương hiệu hàng của Michelin, hàng chính hãng của Pháp các bạn nha. Đây cái thùng nó đây, để các bạn xem, đây hàng Michelin các bạn nha. Thì cái bộ cáp này nó làm rất là to nha. Thì cái chiều dài này nó là khoảng 3.5 m. Rất lớn chắc chắn để cho chúng ta kèm cái nguồn cho mình đảm bảo được cái độ tiếp xúc điện tốt nhất. Bây giờ thì các bạn nhìn cái bộ cái bình này như vậy, nhưng mà khi mà sử dụng á thì các bạn lưu ý chúng tôi một vấn đề quan trọng các bạn nhé. Đầu tiên khi các bạn cắm thì các bạn ưu tiên cắm vào cái xe hết bình trước các bạn nhé. Thì sau khi các bạn đã mở nắp capo lên được xe hết bình, thì các bạn là trên này có để hai màu là như nhau, thì các bạn không biết là cắm cực nào, thì các bạn cứ một trong hai cực, các bạn ưu tiên cắm cái cực dương, một cái cực đầu tiên vào trong cái cổng dương của cái bình ắc quy đang hết các bạn nha. Còn lại cái cổng thứ hai á, thì các bạn cắm vào cái chassis xe của mình, cái chassis hoặc là cái chỗ nào có kết cấu thép của cái xe đang hết bình các bạn nha. Còn lại một cái cổng thứ hai á, thì cái các bạn cắm vô bình thường thôi. Cái cổng thứ hai thì các bạn cứ một trong hai cặp này, các bạn một cọc các bạn cắm vào cực dương và một cái cọc còn lại các bạn cắm vào cực âm. Sau khi các bạn cắm xong thì các bạn lưu ý nhìn cái tên cái nắp lô, cái đèn tín hiệu của cái bộ bình thông minh này, hai cái đèn xanh đã sáng chưa? Nếu như nó chỉ sáng một cái nó không sáng, thì các bạn vui lòng đổi cọc của hai cái cực của cái xe đang có điện lại đó các bạn. Hồi nãy cái cọc ví dụ như cái cọc này đang cực dương á, thì mở ra đổi lại nối nó qua cực âm, và cái cọc bên âm các bạn cắm vào dương lại. Thì khi mà mình đã cắm cái bộ cọc đúng nguồn điện vào, thì á, hai cái đèn của trên cái thiết bị thông minh nó sẽ sáng. Thì như vậy khi đó các bạn bắt đầu mới khởi động lại chiếc xe đã hết bình của mình đó. Thì các bạn khởi động một hai lần đó, thì cái xe là một không nổ, thì các bạn ngắt khoảng 50 giây, các bạn khởi động lần thứ hai đó, thì một hai lần xe các bạn sẽ nổ và hoạt động lại bình thường. Các bạn có thể nhìn sơ lại cái bộ cái bình các bạn nhé. Đây ở sau cái đèn báo thông minh này nó có để cái cách nối cặp bình các bạn luôn. Đây cái hướng dẫn sử dụng sau này các bạn nhé. Thì sản phẩm này được bảo hành chính hãng là trong vòng 6 tháng rồi nha. Các bạn có thể xem sơ hàng chính hãng của Michelin, tất cả các thông số mà ghi trên bao bì hộp. Rồi tôi xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Nếu các bạn yêu thích kênh của chúng tôi thì các bạn hãy